Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 trên 6 của bài 16. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu cái bản từ của bài. Kế à, tiếp theo chúng ta có từ thứ 9 đó là từ gì Hô. Dì hô âm Hán Việt là dĩ và hậu cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Ví dụ như là khả dĩ nè, sở dĩ người ta cũng dùng chữ dĩ này. Và từ hậu thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Nó có vài nghĩa, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu với cái nghĩa là sau khi, với cái nghĩa là sau khi. Như vậy khi mình muốn nói sau khi cái việc gì đó xảy ra thì mình phải nói cái sự việc đó trước rồi mình mới đặt từ gì hô phía sau. Rồi chúng ta xem nha. Chính tiến xe bán dì hô, nì cho sầm mơ. Chính tiến xe bán dì hô, nì cho sầm mơ. Xe bán là tăng ca. Xe bán dì hô là sau khi tăng ca. Như vậy hôm nay sau khi tăng ca, bạn sẽ làm gì? Nì cho sầm mơ. Ủa, chư mải yi tiền tông xí. Ủa, chư mải yi tiền tông xí. Tôi đi mua một ít đồ. Tôi đi mua một chút đồ. Dù sầm mơ sư. Dù sầm mơ sư có việc gì vậy? Wǒ Tôi muốn mời bạn đi ăn thịt dê, à, đi ăn dê hay là thịt dê gì đó, yǎng rǒu. Hǎo à, được à, hoặc là được. 等我去买东西了 chờ tôi đi mua đồ xong rồi chai chi là rồi hãy đi từ chai có một cái nghĩa là rồi hãy rồi hãy đi 好吗? Họ được. Lưu tiền ban, nghỉ ba. Lưu ban, ba. 6 giờ rưỡi à, bạn ở nhà chờ tôi nhé. Và mở rộng ta có từ giảng rô. Giảng rô là thịt dê. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Hôm thiên xe bán hô, nghỉ cho Tôi đi mua một ít đồ gì? Có gì? sen sư giảng rồi họ là cái nghĩa thứ nhất của từ gì hô sau khi bây giờ chúng ta tìm hiểu cái nghĩa thứ hai của từ gì hô này có nghĩa là sau này nó sẽ thường đứng ở đầu câu hoặc là đầu một cái vế câu gì đó Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Quảng Sơn Sơn, Dì Hô, Dù Chi Huê, To Bày Chiến. Giáo sư. Quảng Sơn Sơn, Dì Hô, Giáo sư, Dù Chi huế Lại Bày Chiến. ông Vương à, sau này giao sư là bằng với rủ của, họ, có nghĩa là nếu như, sau này nếu như có dịp đến Bắc Kinh, chi huê là cơ hội, tức là dịp. Dì hô, giao sư dù chi huê lại bày chiến, sau này nếu có dịp đến Bắc Kinh,

cái việc ngày hôm nay xảy ra hoặc là cái việc xảy ra vào ngày hôm nay chín thiên phát sinh thời xưa trên mã văn thật là phiền phức mã văn là phiền phức quản chiến lị trên tôi bưu trị quản chiến lị trên tôi bố sĩ thưa giám đốc vương thành thật xin lỗi trên tôi bưu trị quả bảo thời xưa là quả bảo tôi đảm bảo tôi cam kết gì hô là sau này Bụi chai phá sơn không xảy ra nữa Bụi chai phá sơn cho gian tờ xưa là à, Tôi cam kết là sau này Sẽ không xảy ra cái việc như thế này nữa cho gian tờ xưa. Và chúng ta mở rộng có từ bảo trơn Bảo trân là đảm bảo Bảo đảm gì đó Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Quảng Xuyên sơn Dì hô do sư hữu chí huê lại bày chiến Xin cha cho khơ bà Ý tiên là xe xe nỉ. trên mã chiến trên chỉ. bảo hô, sân xưa là. Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu cái nghĩa thứ ba của gì hô tức là sau, sau một cái mốc thời gian nào đó, người ta dùng từ gì hô Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin dài của bố nâng băng bây giờ tôi không thể giúp anh. Chính nỉ sáng đen dị hô trai lại bà. Xin nỉ sáng đen dị hô, mời anh ba hôm nữa hoặc là ba hôm sau. Trai lại bà, quay trở lại nhé. Xê cảm ơn anh. Một ví dụ nữa. Nỉ anh có việc gì? Xin sáng đen dị hô, tao vào công sư bà. Chỉnh san tiến khô mời sau 3 giờ tao của cung sư ba đến công ty tôi nhé. Họ san tiền ban của chữ to này cung sư. Họ là vâng san tiền ban 3 giờ rưỡi của chữ to này cung sư tôi sẽ đến công ty của anh. Và chúng ta lưu ý là trong cái trường hợp này á, từ gì hô có thể được giảng lược đi và chúng ta nói thành hô thôi cũng được ví dụ như là lèn thiên hô hai hôm sau san cơ duy hô ba tháng sau sửa nén hô mười năm sau a à, nén hô khổ cần phải gì hô cũng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc xin dài của bố nâng băng chính nỉ san thiên hô lại

Trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là đồng hồ Bèo cũng có nghĩa là mấy cái bảng biểu để mà mình điền vào á cũng là đồng hồ nói chung ví dụ như tiên biểu là đồng hồ điện, sấy biểu là đồng hồ nước vân vân. Còn trong phạm vi của bài thì nghĩa là đồng hồ. Chúng ta xem, khoai biểu hình khoai biểu hình nào ta? Trơ khoai biểu khoai, trước đây chúng ta học nó là lượng từ là một đồng hai đồng á khoai là đồng nhưng mà khoai còn là lượng từ của nhiều thứ khác nữa như vậy ở đây trơ khoai bẹo là chiếc đồng hồ này Hình pèo len rất là đẹp nị trái nở mài ta nị trái nở mài ta bạn mua ở đâu vậy ủa chi bảy chín tờ sứ hồ mài ta ủa hồ mài ta khi tôi đi bắc kinh thì tôi mua đấy tức là tôi mua khi tôi đi bắc kinh ủa chi bảy chín tờ sứ hồ mài ta Quê bú quê có mắc không? Quê bú quê Bị treo quê cũng khá mắc hoặc là tương đối mắc Ba bãi ủ sữa khoai Ba bãi ủ sữa khoai 850 đồng khoai ở đây Có nghĩa là đồng 850 đồng Thay quê là mắc quá đi Và mở rộng thì từ bèo ở đây Được hiểu là sổ bèo tức là đồng hồ đeo tay Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Trời khoai bèo hình phèo liang

cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình phá hoại, hoại tử. Hoài với nghĩa là hư. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè, Papa, water tới số hoài là bố ơi cái xe con bị hư rồi. Vô hoài là, vô hoài là vô là lại hoặc là nữa. Vô hoài là lại hư nữa à? Lại hư nữa à? Tôi à, mày lén xin ta. à, đúng rồi à wo sáng mai lên xin ta con muốn mua một chiếc xe mới lên đây có nghĩa là dĩ lên là một chiếc wo sáng mày lên xin ta con muốn mua một chiếc xe mới xa cơ cái mày dĩ lên xin ta là tháng sau ba bà cái ni mày là bố sẽ mua cho con dĩ lên xin ta là một chiếc xe mới hào má na thay hào là thế thì tốt quá rồi À, sư sang chủ yếu ba ba họ sư si sang là trên thế giới sư si che là thế giới sư si sang là trên đời có thể dịch như vậy sư sang chủ yếu ba ba họ trên đời này chỉ có bố là tốt thôi đây là một cách nói à, để lấy lòng của đứa con đó mà nì do họ hao sẽ sĩ -si à nì do họ hao sẽ sĩ -si à chứ ta mà con phải học hành cho tốt nha họ hao sẽ sĩ -si, chứ ta mà có biết không vậy rồi vô có nghĩa là lại hoặc là nửa, còn len là lượng từ chiếc dùng cho xe. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Bố ơi, xe của con hỏng rồi. Lại hỏng rồi. Đúng vậy. Con muốn mua một chiếc mới. Tháng sau bà sẽ mua cho con một xin mới, được không? Na thai sang yêu papa Ni yêu sĩ tao Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 12 là từ phan. À, phan âm hán Việt là phóng thì cũng còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình. Có giải thích ở trong mấy cái từ bên trên. À, có nghĩa là để hoặc là đặt. Mình để ở đâu đó, quyển sách để ở đâu hoặc là đặt ở đâu đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới, trên sĩ quay, vô Trên sĩ quay thật là kỳ lạ, Cái quyển sách của tôi cho mà đây là bằng với là tại sao bố là không thấy nữa, tức là tại sao mất tiêu rồi, tại sao quyển sách của tôi mất tiêu rồi. Trô chữ sang dù mỹ dụ, trô là cái bàn chúng ta cũng có gặp trong mấy bài trước. Trô chữ sang dù mỹ dụ, trên bàn có không vậy? mấy fan rồi chữ sang 我 mấy fan cho chữ sang tôi không có để ở trên bàn,是不是放在书包里？是不是放在书包里？có phải là bỏ trong cặp khôngan su bao su bao trước đây mình gặp có nghĩa là cái cặp 我 là 我 chưa sang à我想起来 là Ồ oh, tôi nhớ ra rồi Xèn là nhớ Có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa là nhớ Sáng xì lại là nhớ ra Và sáng xì lại là tôi nhớ ra rồi Và phán trai sơ sang Tôi để ở trên xe Và phán trai sơ sang Nì trời cơ rỉnh Cái con người của bạn á Sáng sáng tiêu xanh la sơ à Tiêu san la sơ Có nghĩa là quên đầu quên đuôi Nì trời cơ rỉnh Sáng sáng tiêu san la sơ à Cái con người của bạn á cứ quên đầu quên đuôi mãi

<laughs> và mở rộng là có từ trôi xưa là cái bàn. Tiếp nữa chúng ta xem từ thứ 13, trơ. Từ này chúng ta cũng gặp rồi, trơ. Âm hán Việt là giá thì không thấy còn, còn cái chữ ở đằng sau nó đọc dính vào á. Thì âm hán Việt nó là chữ nhi thì cũng còn nữ nhi nè. Rồi nhi đồng gì đó là chữ nhi này. Với cái nghĩa là đây nơi đây chỗ này nó chỉ về nơi chốn á chúng ta xem ví dụ bên dưới xin <laughs> quên quản lãn <giấy> chơi <laughs> drama xin quên quản lãn chơi drama xin hỏi vương lan có ở đây không quản lãn chơi drama pu tha pu không cô ấy không có ở đây tha suy nợ là tha suy nợ là cô ấy đi đâu rồi của to tôi không biết của pu tri Ní cây thá tà tiếng hoa bà Bạn gọi điện thoại cho bạn ấy đi Thao quan chi là Thao quan chi là Cô ấy tắt máy rồi quan là tắt Nếu đối với cửa thì là đóng Quan chi là tắt máy Tắt máy đây ta sẽ hiểu là tắt điện thoại á Khờ nẫn ta truy sửa thẳng sư sử phan là Khờ nẫn ta truy sửa thẳng sư sử phan là Khờ nẫn là chỉ sự dự đoán à, Có thể là Cô ấy đi tin ăn cơm rồi và chúng ta lưu ý là trơ thì bằng với trơ lị. Trơ là cuốn lưỡi này người miền Bắc hay dùng hơn. Còn miền Nam Trung Quốc thì người ta ít, người ta không có thích cuốn lưỡi nên có thể nói là trơ lị, cái nào cũng được cả. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Xin quên quản lãnh chơi trơ mà. tha chơi trơ. Tha chơi Vô bố trí là? suy sử thẳng sư là? tiếp nữa chúng ta có từ thứ 14 là xẻ chi, xẻ chi học kỳ. Ví dụ như ti xẻ chi là học kỳ 1, là xẻ chi là học kỳ 2. Từ xí này có nhiều vùng ở Trung Quốc, Đài Loan rồi nhiều khi người ta đọc thành chỉ Như vậy là sẽ chỉ là học kỳ. Có có khi người ta nói như vậy. Âm hán Việt cũng là học kỳ thôi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xèo hoảng trơ xẻ chí ni mãn bố mãn. Xèo hoảng trơ xế chí ni mãn Bạn Hoàng học kỳ này bạn có bận không? Bố thai mãn, nì nó, không có bận lắm còn bạn thế nào? Nì nó, quá hình mãn, tôi rất là bận. Trời sẽ chỉ đi vô chỉ mẫn khơ. Trời sẽ là học kỳ này đi yêu chỉ mẫn khơ. Bạn có mấy môn học vậy? Bạn có mấy môn học Chì mẫn khơ? 5 môn khơ, nì nó, 5 môn khơ, 5 môn học. Còn bạn, nì nó, có 8 khơ, có khơ. Tôi có đến 8 môn học. <Nhì> xeo hô gia. Nhi xeo hô gia. Trường của bạn khi nào thì được nghỉ vậy? Tức là nghỉ phép theo định kỳ nghỉ nghỉ hè hay là nghỉ đông gì đó? Sửu Duyệt Hò Hò ngày hai mươi tháng mười hai. Xin mời mọi người chúng ta cùng đồng. Khoảng, xe khoáng trong学期你忙不忙？不太忙。 你呢？我很忙。这学期你有几门课？五门课。你呢？我有八门课。你学校什么时候放假？十二月二十号。 À, chúng ta có từ kế tiếp từ thứ 15 là ti ti âm hán việt là đệ đệ này nó viết cũng gần giống như đệ là ti ti là em trai nó chỉ khác cái phần ở trên thôi đệ này có nghĩa là thứ tự đệ nhất thiên hạ đệ nhất đệ nhị đệ tam đó à, từ đệ đó với cái nghĩa là thứ nằm trong thứ tự ha chúng ta xem ví dụ bên dưới ba bà chỉ chào sang của sư ti y cơ rễn tao chéo sư ba bà là bố chỉ nên chào sang là sáng hôm nay

Yên quê, chín thêm chào sang, xe ta dự. Bởi vì sáng hôm nay, trời mưa to, xe ta dự. Nì trên sư cơ hào xe sơn. Nì trên sư cơ hào xe sơn. Con chính là một học sinh ngoan. Trên sư dĩ cơ, nhưng mà từ ý ta có thể giảng lược đi. Nì trên sư cơ hào xe sơn. Ba bà, miễn thiên sư vô sân rưu. Nín kế của mày sâm hoa.

你真是个好学生，爸爸，明天是我生日，您给我买什么？爸爸给你买一块 Casio 手表，怎么样？我很喜欢呐、啊，谢谢爸爸。 Và đến đây mình xin kết thúc phần 2 trên 6 của bài 16. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào mọi người.